Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổ ngôn ngữ trên điện thoại Xiaomi Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên á, thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng cài đặt này Rồi sau đó các bạn kéo xuống Các bạn bấm vào cài đặt bổ sung Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào ngôn ngữ và nhập liệu rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào ngôn ngữ này. Rồi trong đây nó xuất hiện những ngôn ngữ này nha. Bây giờ các bạn muốn đổi sang ngôn ngữ nào thì các bạn chọn vào ngôn ngữ đó. Ví dụ như bây giờ mình muốn đổi sang tiếng Anh thì mình chọn vào ý lịch. Đây. Đây chính là tiếng Anh Hoa Kỳ nha. Mình bấm vào. Rồi vậy là mình đã đổi ngôn ngữ trên điện thoại Xiaomi thành công này. Thì bây giờ mình quay ra cái phần cài đặt này. Thì tất cả những cái từ trong đây nó đã để tiếng Anh không và cũng như là những cái ứng dụng nó cũng để tiếng Anh không nè đó các bạn thấy chưa rồi bây giờ các bạn muốn đổi lại về tiếng Việt á, thì các bạn vào lại setting cài đặt này nha rồi các bạn kéo xuống các bạn bấm vào cái mục đây rồi các bạn bấm vào đây lánh Good input này nha các bạn bấm vào rồi các bạn bấm vào đây rồi các bạn chọn tiếng việt nha các bạn kéo xuống các bạn tìm tiếng việt đây tiếng việt đây bây giờ mình bấm vào tiếng việt này rồi vậy là mình đã đổ ngôn ngữ lại về tiếng việt thành công Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách đổ ngôn ngữ trên điện thoại Xiaomi. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.